Hello, xin chào mọi người. Anh chị có nhìn thấy cái view hồ đẹp không anh chị? Hiện tại thì em đang ở cái khu trung tâm hành chính huyện Lâm Hà anh chị nhá. Trung tâm hành chính huyện Lâm Hà tại thị trấn Đinh Văn. Thì ngày hôm nay thì em An sẽ đi quay một cái lô đất ngay cái vị trí trung tâm này cho mọi người cùng xem luôn nha. Mọi người có thể nhìn thấy được cái hồ này rất là lộng, quy hoạch rất là bài bản anh chị. Xung quanh hồ đó, có nhạc nước, bên ngoài kia có nhạc nước thì anh chị. Rất là đẹp. Một lô đất nằm ở cái vị trí này thì cực kỳ là trung tâm anh chị, mọi cái tiện ích nó đều nằm ngoài khu vực này hết luôn anh chị nha. Trường học, ủy ban nhân dân huyện, rồi các trung tâm hành chính, ngân hàng, các tiện ích là nói chung là gần cái khu vực này hết luôn rồi anh chị, cực kỳ gần. Chúng ta có thể nhìn thấy đường ngoài đây, đường ngoài này là quốc lộ 27 anh chị nha. Đường này là quốc lộ 27, còn bên trong này nó là cái đường nhựa, em cũng không biết tên nó là gì nữa anh chị, em xem tên coi. Bờ hồ. Đó, ngay bờ hồ. Hôm nay thì em An sẽ đi quay một cái lô đất nằm ngay cái khu vực bờ hồ của cái thị trấn Đinh Văn này anh chị nha. Và bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa thì em An sẽ tiến hành review chi tiết cái lô đất này cho mọi người cùng xem luôn ha. Và một lần nữa thì chào mừng tất cả quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh An Bất Động Sản Ven Đà Lạt của em An nha. Cái lô đất của em An ngày hôm nay em An giới thiệu đến mọi người thì nó nằm đối diện hồ anh chị nha. View hồ chúng ta có thể nhìn thấy hồ này, rất là đẹp. Cái đường trước đất nó là đường nhựa, cực kỳ rộng anh chị. Đường này nó phải rộng tầm khoảng 10 mét. Đường xung quanh vành đai hồ anh chị nha. Và cái lô đất này mà em An giới thiệu đến mọi người đây, từ cái vị trí này anh chị kéo sang bên này, nó rơi vào 7 mét ngang anh chị nha. 7 mét ngang nhân cho 23, tổng diện tích là 159 mét vuông anh chị. Bên trong đất đây thì người ta đã làm nền nhà hết rồi, làm nền hết rồi anh chị. Xung quanh thì dân cư gọi là cực kỳ đông đúc anh chị. Khu này là khu trung tâm của thị trấn Ninh Văn anh chị nha. Nếu mà anh chị mà xây nhà ở đây xong chúng ta lên được cái hồ ở đây này anh chị. Lên được cái view ở đây này, view hồ, ngắm hồ thì cực kỳ đẹp. Khu vực này thì nó thích hợp đối với những cô chú anh chị nào mà chúng ta muốn xây dựng nhà để kinh doanh anh chị. Thứ nhất là kinh doanh về dịch vụ nhà nghỉ khách sạn này. Thứ hai là kinh doanh về ăn uống, thứ ba là kinh doanh về văn phòng anh chị, cực kỳ đẹp. Đất thì mặt tiền rộng 7 mét anh chị, vỉa hè, hành lang bảo vệ trừ hết rồi anh chị nha. Còn 159 mét vuông ở trên sổ, nhưng mà thực tế thì rộng hơn anh chị nha. Thực tế thì rộng hơn, đó, toàn bộ là đất thổ cư hết rồi. Xung quanh dân cư thì vô cùng đông đúc luôn, ngay cái trung tâm hành chính huyện anh chị. Lâm Hà thì nó có hai cái thị trấn, một là thị trấn Đinh Văn, hai là thị trấn Nam Ban. Thì cái cụm Nam Ban thì em hay làm thì chắc là mọi người cũng biết rõ hết rồi. Còn đây là cái thị trấn Đinh Văn, gọi là cái huyện lỵ, cái trung tâm hành chính là sau này đặt ở đây hết anh chị. Mọi thứ của Lâm Hà là đặt ở đây hết anh chị nha. Ở đây rất là mát anh chị, cực kỳ mát luôn. Em mang ra view hồ cực kỳ mát luôn. Đó, mọi người có thể nhìn thấy. Đằng sau kia thì chúng ta đi ra một xíu thì chúng ta sẽ đến cái khu đô thị, cái trung tâm khu đô thị của cái thị trấn Ninh Văn anh chị nha. Chắc là mọi người hay quan sát cái vùng Lâm Hà thì chắc anh chị cũng biết được cái vị trí của cái khu vực này nó rất là trung tâm rồi. Và lô đất này thì nó có hướng là hướng đông nam anh chị nha, đông nam. Đó. Thật sự thì ở những cái vị trí như thế này anh chị nha, bây giờ thì rất là hiếm đất rồi. Chắc là nó chỉ còn người ta bán, nếu mà người ta bán thì chắc người ta cũng chỉ bán nhà như này thôi anh chị, bán nhà này thôi. Nhưng mà giá nó cũng ở khu vực như thế này thì giá cực kỳ cao anh chị, cực kỳ cao. Xung quanh nói chung là tiện ích, từ đây mà chúng ta di chuyển lên Đà Lạt thì nó hơi xa một xíu anh chị, nó rơi vào mất tầm khoảng là 40 cây đấy. Ra sân bay thì tầm khoảng 12 với lại 8 nữa là tầm khoảng 20 25 26 cây anh chị nha. Một vị trí cực kỳ đẹp. Đó, xung quanh này kinh doanh em nghĩ là anh chị nào mà có vốn mà về đây dồn làm kinh doanh cái dịch vụ ăn uống hoặc là khách sạn hoặc là nhà nghỉ thì em thấy nó khá là hợp lý anh chị. Bờ hồ lại đẹp. Và bây giờ để cho mọi người có cái tầm nhìn bao quát về khu vực thì em An sẽ bay một đoạn flycam anh chị nha. Mọi người đừng rời mắt khỏi màn hình, em An sẽ báo giá ngay sau khi kết thúc đoạn flycam anh chị nha. Và trên hình ảnh flycam thì mọi người có thể nhìn thấy được đây là cái hồ Đinh Văn anh chị nha. Và phía bên tay phải là quốc lộ 27. Đây là hướng đường về thị trấn Nam Ban anh chị nha. Phía bên tay trái thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái trung tâm
trung tâm gọi là trung tâm khu phố thương mại Đinh Văn anh chị, một cái dự án rất là lớn của thị trấn Đinh Văn và cũng như là huyện Lâm Hà anh chị. Và cái lô đất này thì nó nằm ở cái vị trí cực kỳ là đắc địa, nằm ngay chỗ mà khu dân cư vô cùng đông đúc và ngay trung tâm hành chính của huyện anh chị nha. Và đặc biệt là chúng ta có thể nhìn thấy này, cái lô đất này thì nó có một cái view cực kỳ đẹp, nó đối diện với cái hồ Đinh Văn này anh chị, và mặt tiền trước là mặt tiền hoàn toàn bằng đường nhựa anh chị nha. Chúng ta di chuyển theo hướng bên tay trái là chúng ta đi Đắk Lắk anh chị nha. Và mọi người cũng có thể nhìn thấy là mọi cái trung tâm hành chính cũng như trường học, các ngân hàng cũng như là các khu vui chơi ăn uống giải trí là nằm cách lô đất chỉ tầm khoảng bán kính 300 mét thôi anh chị nha. Một cái lô đất vị trí thì không thể nào mà bàn được nữa rồi anh chị, cực kỳ đẹp. Và trên màn ảnh thì mọi người có thể nhìn thấy đây là cái khu đô thị mới của thị trấn Đinh Văn anh chị nha. Một cái khu dự án cực kỳ là lớn và đã bán được hết rồi anh chị, bán được rất là nhiều rồi. Và nếu mà xét về nhiệt độ thì ở cái vùng thị trấn Đinh Văn này thì nó chỉ cao hơn so với thành phố Đà Lạt tầm khoảng từ 2 cho đến 3 độ C một xíu thôi anh chị, nóng hơn Nam Ban một xíu, bởi vì là ở cái khu vực này thì nó có cái độ cao so với mực nước biển thì chỉ tầm khoảng 8-900 mét so với mực điện nước biển thôi anh chị nha. Nên là nó hơi nóng hơn so với thị trấn Nam Ban và hơi nóng hơn so với thành phố Đà Lạt một xíu. Thì với cái mặt tiền chiều ngang mặt tiền là 7 mét anh chị, tổng diện tích sử dụng là 159 mét trên sổ, thực tế thì rộng hơn anh chị nha, thực tế thì rộng hơn, nằm ngay cái bờ hồ trung tâm của thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Thì chủ nhà đang nhờ em An bán cái lô đất này với cái giá là 8 tỷ rưỡi cho 7 mét anh chị nha, 8 tỷ rưỡi cho 7 mét. Đất thì toàn bộ là đất ở đô thị rồi anh chị, đất ở đô thị, với cái view, với cái vị trí cực kỳ trung tâm như thế này thì em An cũng không phải nói nhiều về cái vị trí nữa anh chị nha. Bây giờ nếu mà anh chị mà đã thích cái lô đất này rồi thì chủ yếu là mình làm việc về giá thôi anh chị. Chủ yếu là về giá rồi, bởi vì cái vị trí này nó cực kỳ là đẹp rồi. Khu vực này mọi người cũng có thể nhìn thấy này, rất là ít cái nhà bán anh chị nha. Em An đi khu vực này rất là ít nhà bán này, nhà bán này, nhà nghỉ này. Ở đây có cái nhà nghỉ này, ở đây có rất là nhiều nhà nghỉ. Thì em An thấy nó rất là thích hợp để chúng ta làm cái cụm nhà kinh doanh dịch vụ, cái nhà nghỉ hoặc là khách sạn anh chị. 8 mét rưỡi ngay khu trung tâm thị trấn Đinh Văn luôn. Từ đây ra các tiện ích như trường học, ngân hàng, rồi trung tâm hành chính huyện, rồi các chợ búa, thì nói chung là nó rất cực kỳ là trung tâm anh chị. Mà được cái đáng giá ở đây nữa anh chị, được cái đáng giá nhất của cái lô đất này là nó nằm trực diện với mặt hồ luôn. Buổi sáng anh chị có thể đi ra đây mua được lô đất, xây căn nhà nhỏ nhỏ, xây cái khách sạn nhỏ nhỏ kinh doanh, xong cái buổi sáng ra ngoài đây, khách hàng ra ngoài đây họ nhìn thấy view hồ cảm thấy nó rất là trong lành luôn anh chị ạ. Và trời nắng ở hiện tại là 11 giờ rưỡi này anh chị này, mà ở cái khu vực này thì nhiệt độ nó cũng không chênh lệch so với thằng Nam Ban và thằng Đà Lạt bao nhiêu đâu anh chị. Nó tầm khoảng bây giờ tầm khoảng chắc tầm khoảng 30 độ C, nhưng mà rất là mát anh chị nha, rất là mát nha anh chị nha, 30 độ C, hiện tại là 30 độ C này anh chị, 30 độ C, đó, rất là mát luôn. Từ đây chúng ta di chuyển lên đến trung tâm Đà Lạt thì hơi xa tí thôi anh chị, 40 cây số, nhưng mà ở trong cái cụm này thì em nghĩ là nó phát triển cực kỳ, phát triển mạnh hơn so với trung tâm thị trấn Nam Ban nhiều nha anh chị nha. Rồi, chắc là em An xin phép kết thúc cái video của mình tại đây anh chị nha. Tại vì cái lô đất này thì nó quá là trung tâm rồi. Đăng lên cho tất cả quý cô chú anh chị nào đang có nhu cầu mà mua đất cái thị trấn Ninh Văn để mà xây dựng cái nhà nghỉ, khách sạn cũng như là cái nghỉ dưỡng anh chị. Đấy, thì em An thấy hợp lý nên là em An đi quay cho mọi người xem nha. Và rất là mong khi mà mọi người xem được cái video của em An mà cảm thấy yêu thích cái vùng đất, yêu thích cái mảnh đất này thì có thể liên hệ trực tiếp với em An
để được em An tư vấn và hỗ trợ anh chị nha. Và rất là mong khi mà mọi người xem được video á, cảm thấy yêu thích cái mảnh đất này thì mọi người cho em An xin một like. Mọi người nhớ đăng ký kênh của em An sớm để theo dõi được những cái video mới nhất về bất động sản vùng Lâm Hà anh chị nha. Kênh của em An chỉ có một kênh duy nhất là An Bất Động Sản Ven Đà Lạt thôi anh chị. Và rất là mong khi mọi người xem video mà đang có những cô chú anh chị đang cần cái đang cần mua những cái mảnh đất ở cái vùng ven Đà Lạt, Nam Ban, rồi Đông Thanh, rồi các xã lân cận nha anh chị, hoặc là thị trấn Ninh Văn như này, thì mọi người hãy chia sẻ những cho những cô chú anh chị người thân để tạo được cái giá trị cho cộng đồng bất động sản vùng Lâm Hà anh chị nhé. Và một lần nữa thì chúc tất cả mọi người có một ngày làm việc hiệu quả. Em An xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở những cái video tiếp theo của em An. Em An xin chào.